đến với vương quốc của bầu trời thiên và vùng đất thần thánh. Nhìn giống như nhà vậy. Em nhớ bà với lại chị quá. Vậy là bà đã đứng. Thành đạo đã trở lại để hủy diệt chúng và đưa thành đạo về dưới ta. Giao nộp thành đạo cho ta mau. Đừng không, ông là nếu thanh đao rơi vào tay kẻ xấu thì Indira sẽ lâm nguy. Ubin và Ibin là chìa khóa mà, chỉ có hai đứa nó mới cứu được Indira Loka. Vậy thì chúng ta đến lâu đài thôi. Hai linh hồn sẽ dẫn đến. Hả? Cái gì? Con thôi, xuống cửa, con sĩ đã